Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ cầu nguyện, xin mời đại chúng cùng ngồi tĩnh tâm 5 phút để thân tâm được an lắng, chế tác năng lượng bình an để chúng ta cùng nhau gửi năng lượng này về quê hương Việt Nam, miền Bắc, để chia sẻ và cầu nguyện cho đồng bào miền Bắc vừa trải qua một cơn thiên tai bão lũ. Nguyện cầu cho người quá vãng sớm được siêu sinh, người hiện còn sớm ngày phục hồi lại cuộc sống bình thường, cho thân tâm được an tịnh. Để chúng cùng ngồi an lắng, nhiếp tâm vào hơi thở của mình. Thở vào biết rõ đây là hơi thở vào, thở ra biết rõ đây là hơi thở ra. Tôi đang ngồi đây để an lắng cả thân và tâm của mình. Và trong tinh thần thương yêu vô lượng, chúng ta cùng nhau chế tác một năng lượng bình an, một sức mạnh nhẫn nại để chấp nhận mọi khó khăn và chuyển hóa để chúng lắng lòng bằng 3 tiếng chuông. Chúng ta cùng vào nhập vào tâm từ bi vô lượng của mình với Đức Bồ Tát lắng nghe cứu khổ Quan Thế Âm. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tôi cũng đều lạc bước
tình giấc hôn mê thay neo về. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phân khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, nguyện trọn đời sống đạo theo Phật dạy, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Hôm nay tất cả chúng con một dạ chí thành, dâng nén tâm hương cúng dường ba ngôi vô thường, thiết lập đạo tràng tu tập tri tụng kinh chú xưng niệm hồng danh, hướng về miền Bắc Việt Nam, nơi vừa trải qua cơn thiên tai bão lũ, người mất nhà tan. Giờ này chúng con một dạ chí thành, đem hết tình thương gửi về quê hương miền Bắc, nguyện cầu thiên tai dứt sạch, người người trở lại đời sống an vui. Người không may quá vàng nhờ công đức khắp nơi cầu nguyện, cho tất cả chư hương linh đều được vãng sinh về cõi an lành. Nguyện cho đất nước thanh bình, mọi người biết thương yêu nhau như ruột thịt, chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tình đồ. Ngưỡng mong Phật trí cao vời, từ bi xót thương gia hộ. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tương tột chói sáng tự trang nghiêm đệ tử
tâm thành đành lệ. Chi tâm đành lệ tầng hư không biện pháp giới quá khứ hiện tại vị lai. Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chi tâm đành lễ trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Chí tâm đành lễ Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Biện Pháp Giới Thập Phương Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kính mời đại chúng mở kinh Nhật Tụng trang số 86, chú Đại Bi trang 86. Bye.
na ra gắn trì bàn đà ra dạ ta bà ma bà lời tăng hiến ra dạ nam mô ăn ra tăng na ta ra dạ dạ nam mô a di đà ba lô kiến đế tướng bàn ra an tân điện lô bàn đà ra bàn đà biết bao đời màu nhiệm quán âm quả tuyệt vời bể cổ thiền từ luôn cứu đồ chí thành cầu nguyện ứng theo lời xin đại chúng mở trang 112 112 chúng ta sẽ đảnh lễ 12 lời nguyện của Đức Quan Âm, đại chúng cùng nghe tiếng khánh và đứng dậy. Nguyện thứ nhất khi hành Bồ Tát danh hiệu tôi tự tại Quán Âm, viên thông thanh tịnh căn trần nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền. Nguyện thứ hai không nài gian khổ, quyết một lòng cứu độ chúng sanh. Luôn luôn thì hiện biển đông, vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều. Nguyện thứ ba ta bà ứng hiện chốn u minh nhiều chuyện khổ đau. Oan gia tương bao hại nhau, nghe tiếng cầu nguyện mau mau cứu liền.
nguyện thứ tư hay trừ yêu quái, bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết u mê, dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhương. Nguyện thứ năm tay cầm dương liễu, nước cam lò rưới mát nhân thiên. Chúng sanh điên đạo đạo điên, an vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan. Nguyện thứ sáu thường hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, không còn phân biệt sơ thân mọi loài. Nguyện thứ bảy dứt ba đường, giữ chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh, cọp beo thu giữ vây quanh, Quan Âm thì hiền chúng sanh thoát nàng. Nguyện thứ tám tội nhân bị trói, bị hành hình rồi lại khảo tra, thành tâm lễ bái thiết tha, Quan Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng. Nguyện thứ chín làm thuyền cứu vớt, giúp cho người vượt khỏi lên đên bốn bề biển khổ trong trên, Quan Âm độ hết an nhiên niết bàn. Nguyện thứ mười Tây Phương tiếp dẫn vòng hoa thơm, kỳ nhạc lòng tàn, tràn phán bảo cái trang hoàng, Quan Âm cứu độ thằng đàn về Tây.
thọ ký cảnh Tây Phương tuổi thọ không lường. Chúng sanh thọ mạng miên trường Quang Âm nhớ niệm Tây Phương mau về. Thành tâm nỗ lực tu thực hành 12 câu nguyện độ sanh đời đời đại từ đại đại chúng tiếp tục tụng kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa trang 118. Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Quán Từ Tại Bi Quán Chiếu Tâm Sâu Bát Nhã Ba La Mật Bồng Soi Thấy Năm Phương Đều Không Có Từ Thánh Thường Chứng Điều Ấy Xong Ngài Vượng Con Tất Cả Mọi Vô Đau Anh Nạn Nghe Đây Xa Lời Tử Sắc Chẳng Khác Gì Không Không Chẳng Khác Gì Sanh Sanh Chính Thường Là Thank you.
mà hướng à sông ngát điền à sen nở Phật hiện thân pháp giới thành thánh tình à chúng sanh lắng nghiệm trần để Oh.
Phật và Bồ cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đài chứng minh. Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa thành kinh thiết tha nguyện xin cung dường. Phổ Môn Thị Hiện Tầm Thinh Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Hội Thường Phật Bồ Tát Ma Tát Tát Đại chứng minh. Nguyện mưa pháp thâm nhuận Bồ Đề Tăng Trưởng, mấy lành che mát phiền não tiêu tan. Chúng con nguyện đem công đức tu tập này hướng về quê hương miền Bắc Việt Nam, nơi thiên tai bão lũ vừa xong. Giờ này xin nguyện tất cả đều được tai qua nạn khỏi, gia đình hưng thịnh, sở nguyện tùy tâm. Chương linh đồng bào từ nạn thừa tám bảo lực câu mong giải thoát. Nguyện tiêu tội nghiệp đã qua mất còn điều lợi lạc. Xin làm phước lành xâm tới già trẻ đồng nương. Phạm giới âm dương đều thành Phật Đạo. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế
Tát nguyện chúng con tội chướng được tiêu trừ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện chúng con thân tâm thường an tịnh. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Kính cảm niệm công đức đại chúng đã tham dự thời kinh cầu nguyện tối hôm nay. Và giờ này chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút. Sau đó chúng ta tranh thủ thời gian trở lại đạo tràng lúc 8 giờ rưỡi để tiếp tục có thời pháp thoại hàng tuần với chủ đề Ánh Sáng Hoàng Kim, học kinh Kim Quang Minh. Xin đại chúng nhẹ nhàng, chúng ta sẽ giải lao và sau đó mang quyển kinh Kim Quang Minh để cùng tu tập. Còn không thì chúng ta cứ ngồi nghe pháp cũng được. Cảm ơn đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ cầu nguyện, xin mời đại chúng cùng ngồi tĩnh tâm 5 phút để thân tâm được an lắng, chế tác năng lượng bình an để chúng ta cùng nhau gửi năng lượng này về quê hương Việt Nam, miền Bắc để chia sẻ và cầu nguyện cho đồng bào miền Bắc vừa trải qua một cơn thiên tai bão lũ. Nguyện cầu cho người quá vãng sớm được siêu sinh, người hiện còn sớm ngày phục hồi lại cuộc sống bình thường, cho thân tâm được an tịnh. Để chúng cùng ngồi an lắng, nhiếp tâm vào hơi thở của mình. Thở vào biết rõ đây là hơi thở vào, thở ra biết rõ đây là hơi thở ra. Tôi đang ngồi đây để an lắng cả thân và tâm của mình. Và trong tinh thần thương yêu vô lượng, chúng ta cùng nhau chế tác một năng lượng bình an, một sức mạnh nhẫn nại để chấp nhận mọi khó khăn và chuyển hóa.
đại chúng lắng lòng bằng ba tiếng chuông, chúng ta cùng vào nhập vào tâm từ bi vô lượng của mình với Đức Bồ Tát lắng nghe cứu khổ Quan Thế Âm. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gợi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tôi cũng đều tình giấc hôn mê thay neo về. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phân khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, nguyện trọn đời sống đạo theo Phật dạy làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Hôm nay tất cả
chúng con một dạ chí thành, dâng nén tâm hương cúng dường ba ngôi vô thường, thiết lập đạo tràng tu tập tri tụng kinh chú xưng niệm hồng danh, hướng về miền Bắc Việt Nam nơi vừa trải qua cơn thiên tai bão lũ, người mất nhà tan, giờ này chúng con một dạ chí thành đem hết tình thương gửi về quê hương miền Bắc, nguyện cầu thiên tai dứt sạch, người người trở lại đời sống an vui, người không may quá vàng nhờ công đức khắp nơi cầu nguyện, cho tất cả chư hương linh đều được vãng sinh về cõi an lành, nguyện cho đất nước thanh bình, mọi người biết thương yêu nhau như ruột thịt, chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tình đồ. Ngưỡng mong Phật trị cao vời, từ bi xót thương gia hộ. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tương tột chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử chí tâm thành đành lệ. Chí tâm đảnh lễ tận hư không biện pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù sư Lợi Bồ Tát, Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Chí tâm đảnh lễ Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Phật, Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Biện Pháp Giới Thập Phương Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Kính mời đại chúng mở kinh Nhật Tụng trang số 86, chú Đại Bi trang 86. Bye.
xin đại chúng mở trang 112, 112. Chúng ta sẽ đảnh lễ 12 lời nguyện của Đức Quan Âm. Đại chúng cùng nghe tiếng khánh và đứng dậy. Nguyện thứ nhất, khi hành Bồ Tát danh hiệu tôi tự tại Quán Âm, viên thông thanh tịnh căn trần nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền. Luôn luôn thì hiện biển đông, vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều. Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát ma. Nguyện thứ ba, ta bà ứng hiện chốn u minh nhiều chuyện khổ đau. Oan gia tương bao hại nhau, nghe tiếng cầu nguyện mau mau cứu liền. Nguyện thứ tư, hay trừ yêu quái bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết u mê, dứt trừ nguy hiểm không hề nhiều. Nguyện thứ năm, tay cầm dương liễu nước cam lò rưới mát nhân thiên, chúng sanh điên đạo đạo điên an vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan. Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm không còn phân biệt sơ thân mọi loài. Bồ Tát
bay dứt ba đường dự chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh. Cọp beo thu dữ vây quanh Quan Âm thì hiền chúng sanh thoát nàng. Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nguyện thứ tam tội nhân bị trói bị hành hình rồi lại khảo tra, thành tâm lễ bái thiết tha Quan Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng. Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Nguyện thứ chín làm thuyền cứu vớt giúp cho người vượt khỏi lên đên bốn bề biển khổ trong trên Quan Âm độ hết an nhiên niết bàn. Nguyện thứ mười Tây Phương tiếp dẫn vòng hoa thơm kỳ nhạc lòng tàn, tràng phán bảo cái trang hoàng Quan Âm cứu độ thằng đàn về Tây. Nguyện mười một Di Đà thọ ký cảnh Tây Phương tuổi thọ không lường, chúng sanh thọ mạng miên trường Quan Âm nhớ niệm Tây Phương mau về. Nguyện mười hai tu hành tinh tấn dù thân này tan nát cùng đành, thành tâm nỗ lực tu thực hành mười hai câu nguyện độ sanh đời đời. Đại từ đại
Đại chúng tiếp tục tụng kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa, trang 118. Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thank you.
biết Tam Bảo từ tâm nên nguyện xin chuyên cần làm sáng sạch trong lòng ba viên ngọc cao quý nguyện. Tâm thân cứu khổ quan Thế Âm Bồ Tát
Đại bi hồi thường Phật Bồ Tát Ma Tát Tát Đại chứng minh. Nguyện mưa pháp thâm nhuận Bồ Đề tăng trưởng, mấy lành che mát phiền não tiêu tan. Chúng con nguyện đem công đức tu tập này hướng về quê hương miền Bắc Việt Nam, nơi thiên tai bão lũ vừa xong. Giờ này xin nguyện tất cả đều được tai qua nạn khỏi, gia đình hưng thịnh, sở nguyện tùy tâm, chương linh đồng bào từ nạn thừa tám bảo lực câu mong giải thoát. Nguyện tiêu tội nghiệp đã qua mất còn điều lợi lạc, xin làm phước lành xâm tới già trẻ đồng nương, phạm giới âm dương đều thành Phật đạo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện chúng con tội chướng được tiêu trừ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện chúng con thân tâm thường an tịnh. Thank you.
Quan Thế Âm. Kính cảm niệm công đức đại chúng đã tham dự thời kinh cầu nguyện tối hôm nay. Và giờ này chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút. Sau đó chúng ta tranh thủ thời gian trở lại đạo tràng lúc 8 giờ rưỡi để tiếp tục có thời pháp thoại hàng tuần với chủ đề Ánh Sáng Hoàng Kim, học kinh Kim Quang Minh. Xin đại chúng nhẹ nhàng, chúng ta sẽ giải lao và sau đó mang quyển kinh Kim Quang Minh để cùng tu tập. Còn không thì chúng ta cứ ngồi nghe pháp cũng được. Cảm ơn đại chúng.